mình làm cơm chay từ thiện miễn phí thành qua tự cúng Phật. Mời cả nhà cùng gia đình mình họp hội cơm chay từ thiện miễn phí rất ngon, những điều tốt nhất. A Di Đà Phật. May mắn mọi nơi. Nói gì nè chảy. Nói hôm nay là tháng 7 lễ Vu Lan. Mời cả nhà đến chùa Thành Hoa Tự cúng Phật. A Di Đà Phật. Rồi đi vô. Rồi đi vô đi. Chảy. Đến chùa Thành Hoa Tự. Cúng Phật. Ăn cơm chay. Làm từ thiện. Chúc những điều tốt nhất. Rồi niệm Phật 3 lần. Niệm Phật 3 lần. Không bị xuống mà đứng đứng mỏi giò lắm luôn. Bị xuống. Mở hội cơm chay từ thiện sao? Rồi niệm Phật 3 lần đi. Rồi mời cả nhà đến chùa Thành Hoa Tự đi. Xin mời cả nhà đến chùa Thành Hoa Tự học Phật. Cúng Phật. Rồi chúc những điều tốt nhất. May mắn mọi nơi. Mọi việc. Cảm ơn cả nhà. Ác. Giúp đỡ mọi nơi. May mắn mọi nơi. Chúng con nhớ ơn trả ơn mãi mãi. Chúng con xin học Phật làm tốt mãi mãi. Xin cho con học giỏi sức khỏe hiếu thảo. Thông minh gia đình hạnh phúc may mắn. Con mở ra cho mọi người xem đi con. Nè mở ra cho mọi người xem đi.
thì cây này là cây lồng đèn. Thì khi mở ra là bên trong có trái. Đây là mát, dưỡng chất thanh lọc. Ăn, ăn ít, ăn nhiều cũng được. Và làm thuốc chỉ mọc ở Việt Nam là mọi người yêu thích. Đưa lên. Niệm Phật là A Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Lạc Vương Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Kính mời mọi cả nhà đến chùa Thành Hoa Tự. Cúng Phật học Phật. Chúc những điều tốt nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật giúp đỡ mọi nơi may mắn. Chúng con xin nhớ ơn trả ơn mãi mãi. Rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Lạc Vương Phật. Giúp đỡ may mắn mọi nơi. Chúng con nhớ ơn trả ơn mãi mãi. Chúng con học Phật mãi mãi.